Dịch. À. Cá trong này rất nhiều lắm rồi. Cơm ít quá không? Cơm đầy ít. Ngày nay kéo cả xe đưa cả cột bò nướng cá lóc. Cháy không? À, tưới nó hưng thơm lừng là nướng cái da này là trong này dư đúng không, là khô con cá luôn cũng có ngon nữa. Gọi là bí quyết nướng rơm, nướng rơm thơm phúc luôn. Có trứng không? Ủa, thơm quá nhỉ. Cái này không xay không về. Rồi. Thơm nó ngọt. Thôi mời các bạn ăn cá lóc nướng chở nguyên cái cổ rơm nướng cá lóc. Ngon. Vâng, cũng ổn và phải chơi cỡ đó. Nướng một cá lóc phải đi kéo cổ rơm. Kéo nguyên cổ rơm, chẳng đi nướng cá lóc. Ngon.